Trong thời điểm này, nhiều trường đang tiến hành tổ chức họp phụ huynh đầu năm. Tại một trường tiểu học tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trong buổi họp gần đây, cô giáo chủ nhiệm đã phát tờ phiếu lấy ý kiến từ phụ huynh về dự thảo các khoản thu trong năm học năm 2023 đến năm 2024. Phiếu cho phép phụ huynh đồng ý hoặc không đồng ý với các khoản thu và nêu ý kiến của họ. Điều này giúp phụ huynh so sánh mức thu với nghị quyết tháng 4 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và mức thu đề xuất của nhà trường cho năm học mới. Nhiều phụ huynh đã tìm hiểu nghị quyết 04 này trên Google để hiểu rõ hơn về quy định cụ thể. Tương tự, nhà trường Mầm non Anh Đào ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải bài viết về nghị quyết tháng 4 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trên trang web và hệ thống Inet Việt để cung cấp thông tin cho phụ huynh. Đầu năm học, các trường cũng phát phiếu đăng ký cho các dịch vụ như ăn sáng, câu lạc bộ năng khiếu, kỹ năng sống và Inet Việt cho phụ huynh. Trên phiếu đăng ký, có thông tin về mức thu dự kiến để phụ huynh nắm và phụ huynh có thể đăng ký cho con hoặc trao đổi ý kiến với ban giám hiệu nhà trường về các khoản thu. Đối với việc đăng ký học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, nhà trường cũng nêu rõ mức thu dự kiến và thực hiện cuộc khảo sát để lắng nghe ý kiến của phụ huynh. Nghị quyết số tháng 4 năm 2023, NQ Hội đồng Nhân dân của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định các khoản thu và mức thu, cũng như cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của các trường công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong năm học năm 2023 đến năm 2024. Nghị quyết số tháng 4 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định rõ 26 khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các khoản thu này được chia thành 4 nhóm, bao gồm các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa, hoạt động giáo dục thực hiện theo các đề án được phê duyệt, hoạt động bán trú và hỗ trợ cho cá nhân học sinh. Đây là một bước quan trọng trong việc quản lý và tài chính của các cơ sở giáo dục công lập, đặc biệt là trong bối cảnh nguồn ngân sách giáo dục ngày càng khan hiếm. Quy định cụ thể về các khoản thu giúp các nhà trường nắm rõ và tuân thủ theo quy định của pháp luật, đồng thời giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về các khoản thu phục vụ cho việc học của con em mình. Mức thu và sự linh hoạt trong việc điều chỉnh mức thu tùy theo tình hình cụ thể của từng cơ sở giáo dục là điểm đáng chú ý trong nghị quyết tháng 4 năm 2023. Điều này giúp đảm bảo rằng các khoản thu không gây áp lực quá lớn lên phụ huynh và học sinh, đồng thời đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu của từng cơ sở giáo dục. Mục tiêu cuối cùng là cải thiện chất lượng giáo dục và đảm bảo rằng các cơ sở giáo dục công lập có đủ nguồn lực để thực hiện các hoạt động giáo dục một cách hiệu quả.